thân mến, bây giờ Mận sẽ đi chuẩn bị ba lọ yến mạch để qua đêm cho bữa sáng. Thì cái vị mà Mận rất là thích là cái vị gồm có dừa này, gồm có bột quế này, có hạt chia rất là ngon. Thì bây giờ mình đi cùng làm nhé. Để mà làm cho cái món yến mạch này ngon thì mình sẽ dùng cái loại oatmeal ấy, nghĩa là loại yến mạch mà hạt to. Mình sẽ dùng cái loại yến mạch hạt to như thế này, các bạn nhìn thấy này. Mình bỏ ra gốc cho mọi người nhìn thấy nhé. Cái hạt nó to như này, nó gọi là old fashion. Thì cái loại hạt này mình để qua đêm ấy, thì nó sẽ không bị nát, sáng hôm sau nó không bị nát. Được chưa? Mình sẽ dùng khoảng 1 phần 3 muỗng cái này thôi, là khoảng 30 gram yến mạch nhé. Những cái lọ này mình ăn là khoảng gần đến 200 calorie, nghĩa là bữa sáng là mình gần khoảng 200 calorie. Như vậy xếp hàng nhé, trời xếp hàng này, ba bình ba lọ này đấy, các bạn cho ba bình ba lọ đấy này. Mọi người nhìn thấy rõ cái hạt cái mạch to đấy không ạ? Thế khi nào mình làm là mình làm tiện thể luôn, một lúc chuẩn bị luôn cho 3 hôm. Để mà làm cho yến mạch mà chuẩn bị cho nhiều hôm ý, thì các bạn sẽ không cho hoa quả tươi trước nhé. Cái vị mà mình rất thích ăn đó là mình sẽ cho cái hạt nho khô vào đấy, mình sẽ cho khoảng một chút hạt nho khô này vào. Đây là cái lọ đầu tiên. Sau đó là mình sẽ dùng cái thìa hạt chia xít. Đây mọi người, đây là loại gói chia xít, hạt chia xít như thế này. Mình sẽ dùng một thìa hạt chia xít. Hạt chia nó có tác dụng là nó có nhiều chất xơ mà tốt cho tiêu hóa đấy. Các bạn cho một thìa hạt chia xít này, chỉ một thìa này thôi, bởi vì khi mà hôm sau, sáng hôm sau cái hạt chia này nó sẽ nở ra. Ba lọ mình đều cho ba hạt chia xít này vào. Sữa chua thì mình dùng cái loại sữa chua không đường, hay là có đường thì tùy theo sở thích của các bạn, nhưng mà mình đang muốn ăn để giảm lượng đường ấy thì sẽ không cho đường. Nho khô thì mình cũng đã ngọt sẵn rồi, cho nên là không muốn cho thêm mật ong nữa trong cái lọ này. Vậy thì cái lọ này thì bạn chỉ có bằng này thôi, có sữa chua này, này, có hạt chia này, có nho khô này. Sau đó mình khuấy đều đi. Sáng hôm sau khi mình ăn ý, các bạn sẽ cho hoa quả sau, bởi vì theo cái kinh nghiệm mình ăn rồi, mình thấy là cho hoa quả khi mình ăn nó sẽ ngon hơn, hoa quả nó không bị nát, nó không bị nẫu. Vậy là xong một cái hộp cho cái lọ. Lọ tiếp theo mình sẽ ăn hôm nay đó là hạt chia này, yến mạch này. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm gì nhỉ? Thêm sữa chua này. Đấy, cho khoảng một hộp sữa chua không đường hoặc là có đường thì tùy theo sở thích. Cái loại dừa khô này nó cũng đã có ngọt sẵn rồi, cho nên cái lọ này mình cũng không cho mật ong, bởi vì không thích cần nhiều. Đấy, khoảng 1-2 thìa dừa khô phải như thế thôi. Và cái lọ này mình sẽ cho một chút hương vị vanilla vào cho nó thơm. Sau đó mình quấy đều nhé. Được chưa? Chỉ khoảng mấy phút chuẩn bị bữa sáng thôi. Chuẩn bị trước rồi hôm sau là mình sẽ có. Cái lọ cuối cùng, một cái vị nữa mà mình rất là thích, đó là mình sẽ ăn với bột quế. Các bạn chịu khó ăn bột quế, nó rất là tốt, nó cân bằng lượng đường trong máu của mình. Cho một thìa bột quế, cho một thìa nhỏ khoảng 5 ml mật ong, một thìa nhỏ mật ong này thôi, không nhiều quá mà mình không muốn ăn ngọt. Và sẽ cho tiếp theo đó là sữa chua, một hộp sữa chua như thế này. Rồi khuấy đều. Đấy là những cái vị mà bạn rất thích ăn trong thời gian gần đây. Sáng cứ làm, sáng dậy cứ làm một hộp này trước khi ăn, trước khi đi phòng gym, sau đó sau phòng gym về. Trước khi phòng gym bạn chỉ ăn được nửa hộp thôi, bởi vì không ăn được nhiều. Sau phòng gym về sẽ ăn nốt chỗ còn lại.
và đó là ăn thêm món khác. Mình đã chuẩn bị xong 3 lọ sữa chua, 3 vị mình rất yêu thích, dễ ăn. Thì đối với cái lọ sữa chua như này, sáng khi các bạn ăn ấy, các bạn sẽ cho thêm một chút hoa quả tươi lên trên thì cái sữa chua của mình nó sẽ rất là ngon. Nếu như mà mình cho, mình thấy là cho qua đêm ấy, thì cái hoa quả mà cho trước rồi sau hôm sau nó sẽ bị nát, bị nẫu, nó không mất cái độ tươi ngon của hoa quả. Thì chỉ trong vài phút thôi là mình đã có xong bữa sáng cho ngày hôm sau. Thì sau cái video này thì vẫn chúc quý vị các bạn làm thật nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.